Tiếp theo là một cái Kundalini. Wow, rất là kim đa và còn rất là nhiều luôn nha. Cuối cùng là một em Slam. Thì em Slam này có màu rất là đẹp và có rất là nhiều quấn cầu vồng luôn nha. Em ấy hình như là có bỏ vào cho mình luôn một chút lotion ấy. Wow, rất là mềm. Mình sẽ lấy ra cho thử nha. Hiện tại cái nào đã chơi không được cho nên mình sẽ lấy ra ngoài để chơi nha. Đây, mình sẽ chơi cho mọi người xem. Rất là kêu luôn. Bóp rất là đã và mềm nữa. Các bạn.